quý vị các bạn rất nhiều, xin cảm ơn rất nhiều. Và một cái khúc tiếp theo, Minh Tâm xin được gửi đến tất cả quý vị các bạn. Bầu không khí rất sôi động. Như vậy là trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Manchester City đã bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta ra sân với bộ trang phục màu đỏ và bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải trong hiệp 1 của trận đấu. Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ngày chúng ta vẫn đang đảm bảo được sự an toàn nơi phần sân nhà, và những tình huống xử lý của Văn Quyết, Công Vinh hay Huy Toàn đều không hề tỏ ra e dè trước những ngôi sao đẳng cấp của Man City. Rất nguy hiểm. Đó là cơ hội. Chân trái rất ngoan. Kolarov. Cú đá phạt kỹ thuật và thủ môn Tô Vĩnh Lợi chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số đã được mở cho đội khách Manchester City. Bàn thắng của Alexander Kolarov. Vâng, đó chính là đẳng cấp và đó cũng chính là màn trình diễn mà các cổ động viên đến với sân Mỹ Đình chật kín ngày hôm nay mong muốn được nhìn thấy từ các cầu thủ Manchester City. Một hậu vệ trái có cái chân trái rất khéo và có những cú đá phạt cực hiểm. Alexander Kolarov đã mở. Vừa rồi đã là quả phạt góc thứ tư của Manchester City ở trận đấu này. Cơ hội dành cho các cầu thủ Manchester City đối mặt. Lưới của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã rung lên, nhưng đó là một tình huống mà cầu thủ số 79 của Man City Manu Garcia đã dứt điểm ra ngoài. Một pha xử lý kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ bên phía đội tuyển Việt Nam trước khi tung cú dứt điểm. Đã có rất nhiều cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Manuel Pellegrini tung vào sân ở trận đấu đó, trong đó có những cầu thủ đá hàng hậu vệ. 2-0 cho Manchester City. Một bàn thắng rất đẹp mắt của Raheem Sterling, một trong những cầu thủ được các cổ động viên Việt Nam chú ý nhất trong trận đấu ngày hôm nay bên phía đội hình của phút thứ 20 trận đấu trên sân Mỹ Đình, và tỷ số đã là 2-0 cho các cầu thủ Manchester City. Cả hai bàn thắng của Man City cho đến thời điểm này đều rất đẹp mắt và đều là những cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm địa. Không phải là những cú dứt điểm mạnh, nhưng đó đều là những cú đá rất hiểm, những tình huống dứt điểm rất hiểm và hoàn toàn International Champions Cup, giải đấu mà Manchester City đã tham dự trước khi sang Việt Nam. Đó là bảng đấu diễn ra tại Australia, và ở trong trận đấu với Roma thì Sterling đã ghi bàn. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Man City. Đây là những cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa, còn lần này là một tình huống chạm bóng dễ dàng từ rất gần dành cho David Silva. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Silva, một cú đánh đầu không thành công, nhưng sau đó bóng lại đến với anh một cách rất thuận lợi. Và lần này thì không có gì Silva. Đáng ra đối thủ của Man City trong tour du đấu ở Đông Nam Á là đội tuyển Indonesia. Dứt điểm không vào. Đó là cú sút của cầu thủ trẻ Manu Garcia, người cũng đã chơi khá nổi bật từ đầu trận. Sáu sẽ là chuyến làm khách của West Brom. Sau đó ở vòng 2 họ sẽ có một cuộc đối đầu rất đáng chú ý trước nhà đương kim vô địch Chelsea. Lại thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Manchester City. Pha phối hợp đi thẳng vào vòng cấm địa của đội. Vâng, một lần nữa tiền đạo trẻ người Nigeria, một tài năng trẻ của Manchester City là Kelechi. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Thành Lương, Văn Quyết, cơ hội cho Văn Quyết. Trung Hát đã băng ra để ngăn cản pha dứt điểm ở góc hẹp của Nguyễn Văn Quyết. Thành Lương, Công Vinh xuất ra. Bầu không khí sôi động và một pha bóng sóng gió trước khung thành của Manchester City. Manchester City với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Văn Quyết. Như vậy là bóng đã thế thì họ vẫn giữ nguyên những vị trí còn lại. Đường chuyền vào của Navas. Giống như Raheem Sterling. Rất dễ dàng. Và Kolarov, người đã mở tỷ số cho Man City, chính là người đã ghi bàn thắng tiếp theo, nâng số lên 5-0 cho các cầu thủ Manchester City. Cả hai tình huống ghi bàn của Kolarov ở trận này đều đến từ những cú đá phạt, một từ chấm phạt đền. Bàn thắng mà chúng ta đang theo dõi lại.
và trước đó là cú đá phạt chân trái rất bóng đã làm điều rất khó khăn. Sterling rất hay, David Silva đã thứ sáu cho các cầu thủ Manchester City. Thi đấu cho tới lúc này ở trên sân cũng có lẽ là nằm ngoài dự tính, ngoài cả sự mong đợi của các cầu thủ Việt Nam. Ba cú đúp đã được các cầu thủ Manchester City thực hiện, David Silva, Raheem Sterling và Kolarov mỗi người ghi hai bàn thắng. Và phối hợp rất hay ra ngôi sao bên phía Manchester City của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội bàn thắng thứ bảy chăng? Sẽ tung vào sân trong hiệp hai. Cú sút không mạnh và thậm chí là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và khả năng cản phá của thủ môn Thanh Diệp. Nhưng chúng ta, các cầu thủ chúng ta gặp một đối thủ quá mạnh. Rất ấn tượng. Đầu tiên của Manchester City chia đều cho ba gương mặt nổi tiếng của đội bóng này. Thì hai bàn thắng tiếp theo của đội bóng áo xanh đến từ những cầu thủ trẻ còn ít tiếng tăm, đó là Marcos Lopez và Jose Pozo. Đường chuyền là của Chí Công. Cơ hội. Niềm vui đã đến với. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Chí Công trong một tình huống văng lên đã có một đường chuyền rất tốt cho Phan Quyết. Nghiền pha từng bóng qua đầu thủ môn Caballero của Manchester City để ghi bàn thắng. Có lẽ là bàn thắng danh dự duy nhất cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Vâng, một bàn thắng vào...